Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thân quấn khủng long cổ dài. Hy vọng là các bạn không bị dài cổ khi chờ đợi video clip mới của chúng tôi. Như các bạn có thể đã biết hoặc đã từng nghe trong một vài video của Mê Khủng Long TV, Việt Nam hiện tại vẫn chưa tìm thấy bất kỳ hóa thạch khủng long nào cả. Nhưng có lẽ không như nhiều bạn vẫn nghĩ thì đối với tôi đây không phải là chuyện đáng buồn hay thất vọng gì cả, bởi việc tìm thấy hóa thạch khủng long là một chuyện cần sự đóng góp của rất nhiều yếu tố khác nhau, thậm chí là phải có cả sự may mắn nữa. Chỉ là với tư cách của một người mê khủng long, yêu thích khủng long thì đương nhiên tôi cũng muốn Việt Nam có những hóa thạch khủng long cho riêng mình, để những thế hệ người Việt có thể đến chiêm ngưỡng và hình dung ra sự sống cổ đại đã từng như thế nào trên đất nước của chúng ta. Với Việt Nam thì là như vậy, còn với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á thì sao? Nếu bạn muốn ngắm hóa thạch khủng long hàng real mà không phải đi quá xa khỏi Việt Nam như đến Mỹ, đến Úc chẳng hạn, thì đâu là điểm đến hợp lý? Tin vui cho bạn là ngay trong khu vực Đông Nam Á, bạn cũng có thể ngắm hóa thạch khủng long. Vậy thì cụ thể thì những hóa thạch đó nằm ở đâu và Đông Nam Á có những loài khủng long nào đáng chú ý? Mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Vào năm 1842, thuật ngữ dinosaur, tức khủng long, chính thức ra đời, và kể từ đó con người chúng ta bắt đầu tìm thấy khủng long trên khắp thế giới. Có một số lượng không nhỏ những phát hiện mang tính tình cờ thay vì bắt nguồn từ những cuộc tìm kiếm có chủ đích, và ở Đông Nam Á, việc tìm thấy hóa thạch khủng long đầu tiên cũng diễn ra như vậy. Khi chủ nghĩa thực dân xâm nhập vào khu vực này và bắt đầu công cuộc khai hóa, họ buộc phải tổ chức những chuyến khảo sát, thám hiểm nhằm mục đích nghiên cứu khoa học thì ít, mà để vẽ bản đồ, đánh dấu vị trí tài nguyên nhằm đào, xúc mốc và trở về chính quốc thì nhiều. Nhưng may mắn là trong một chuyến đi như vậy vào năm 1936, nhà địa chất học người Pháp Joshua Hermann Hoppe đã phát hiện ra nhiều hóa thạch khủng long khác nhau, có thể coi là những hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy sớm nhất tại Đông Nam Á. Và điều thú vị là sau khi khai quật thì người Pháp đã chuyển những hóa thạch này về Hà Nội để nghiên cứu và mô tả. Chúng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và hiện đang được cất giữ và trưng bày ngay tại Bảo tàng Địa chất Việt Nam ở Hà Nội. Nếu có dịp thì Mê Khủng Long TV cũng rất muốn ra thủ đô yêu dấu để được nhìn tận mắt những hóa thạch này, và nếu bạn có điều kiện ở gần đó thì cũng hãy đến xem ngay đi nhé. Những hóa thạch này được Hoppe nghiên cứu, mô tả và xác định là một loài mới thuộc chi khủng long Titanosaurus với danh pháp khoa học là Titanosaurus phalloti. Nhưng về sau danh pháp này bị xếp vào diện nghi ngờ và những hóa thạch Hoppe tìm thấy được cho là thuộc về loài được xác định sau đó, Tanguayosaurus hoppeti, dù vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn. Sau những hóa thạch được phát hiện tại Lào bởi những chuyến khảo sát của Hoppe vào cuối thập niên 1930 và đầu thập niên 1940, thì đến thập niên 1980, ngành cổ sinh tại đất nước láng giềng của Lào là Thái Lan mới bắt đầu liên tục nổ jackpot với các hóa thạch khủng long được phát hiện nối tiếp nhau, đưa Thái Lan trở thành quốc gia phát hiện nhiều hóa thạch khủng long nhất trong khu vực, với số loài hiện nay lên đến 13 loài, lớn có, nhỏ có. Mới nhất là Minimocursus funaensis, loài khủng long nhỏ dễ thương vừa được mô tả và công bố vào đầu tháng này với hóa thạch là một bộ xương có độ nguyên vẹn thuộc loại tốt trong số các hóa thạch được tìm thấy trên toàn Đông Nam Á. Ngành cổ sinh ở Lào cũng tiếp bước Thái Lan khi phát hiện hóa thạch khủng long sauropod ở bản Tan Vay, tỉnh Savannakhet. Năm 1999, một nhóm nghiên cứu người Pháp do Ronan Allen dẫn đầu đã mô tả và đặt danh pháp khoa học cho loài khủng long sauropod mới phát hiện tại Lào là Tanguayosaurus hoppeti, vừa đề cập đến địa điểm khám phá hóa thạch vừa vinh danh Hoppe, người đầu tiên tìm thấy hóa thạch khủng long tại Đông Nam Á. Tiếp đó, vào năm 2010, các nhà nghiên cứu lại phát hiện hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt lớn thuộc họ Đại Long Xương Gai ở Lào. Vào năm 2012, thì nó được đặt danh pháp khoa học là Ichthyovinator lausensis, có nghĩa là khủng long săn cá Lào. Ngoài Lào và Thái Lan thì hóa thạch khủng long cũng được xác nhận đã tìm thấy ở Myanmar, Malaysia và gần đây nhất là Campuchia. Tuy nhiên, tình trạng bảo quản và mức độ chi tiết của những hóa thạch này không đủ để xác định loài. Do đó, có thể nói Lào và Thái Lan là hai quốc gia Đông Nam Á hiếm hoi hiện nay có loài khủng long đã được xác định với danh tính rõ ràng và đầy đủ. Với tổng cộng 15 và có thể là 16 loài đã được xác định, có thể thấy rằng dù chưa thật sự nhiều như những điểm nóng trên thế giới về hóa thạch khủng long, nhưng điều đó cũng cho chúng ta hình dung ban đầu về một hệ sinh thái thời đại khủng long khá phong phú ở Đông Nam Á. Chúng ta có những con sauropod cổ dài như Tanguayosaurus, Fuyangosaurus. Chúng ta có những con theropod thuộc họ Đại Long Xương Gai chuyên ăn cá như Siamosaurus, Ichthyovinator. Chúng ta có những cái tên săn mồi cỡ trung bình như Siamotyrannus, Vajuraptor hay Fuyangvinator. Chúng ta có những con khủng long hông chim như Ratchasimasaurus, Sirenhorna. Chúng ta còn có những loài chạy nhanh thuộc nhóm Ornithomimosauria như Kinarimimus. Có thể nói sự thiếu vắng lớn nhất đến từ những con khủng long săn mồi thuộc nhóm bạo long có họ hàng với Tyrannosaurus và nhóm khủng long mang giáp Theriophora của những chi như Ankylosaurus hay Stegosaurus, điều mà chúng ta có thể hy vọng sẽ xuất hiện trong tương lai. Vậy nếu phải chọn, Mê Khủng Long TV sẽ chọn đâu là loài khủng long tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á?
Về cơ bản thì tôi rất thích hai cái tên khủng long ở Lào. Chúng là những phát hiện có độ nguyên vẹn tương đối cao. Chẳng hạn như khủng long Tangmyosaurus được xác định từ 38 đốt sống đuôi, một đốt sống cổ và một chi sau. Trong khi đó, Ichthyovinator có phần hông tương đối hoàn chỉnh cùng một số hóa thạch đốt sống ở cổ và đuôi chưa được mô tả khác. Tangmyosaurus cùng với Fuyangosaurus ở Thái Lan là hai chi khủng long sauropod cỡ trung bình, có chiều dài từ 15 cho đến 20 mét. Trong khi đó, Ichthyovinator lại là chi đại long xương gai lớn nhất trong khu vực, với chiều dài có thể lên đến trên 10 mét so với khoảng 8 mét ước tính của Siamosaurus. Trong khi đó, tại Thái Lan, con khủng long có hóa thạch nguyên vẹn nhất từng được tìm thấy là Fuyangosaurus, với tổng cộng 65% bộ xương của nó đã được mô tả. Cái tên đứng thứ hai là chi khủng long mới phát hiện gần đây, Minimocusur, với khoảng 50% bộ xương được khai quật. Minimocusur chắc chắn sẽ được rất nhiều fan khủng long ở Thái Lan yêu thích nhờ kích thước nhỏ như thú cưng của mình. Ngoài hai cái tên vừa rồi ra thì Kinary Mimus cũng khá đáng chú ý khi là một trong những chi khủng long thuộc nhóm Ornithomimosauria cổ nhất từng được phát hiện trên thế giới, với niên đại khoảng 133 triệu năm. Còn nếu xét trong số các chi khủng long ăn thịt, người Thái chắc sẽ thích cái tên Siamotyrannus, có nghĩa là bạo chúa Siam. Tuy nhiên trên thực tế, chi khủng long này lại không có liên quan đến họ Bạo Long, mà cái tên Bạo Chúa Siam chỉ được đặt do sự xác định nhầm lẫn ban đầu. Hiện tại, vị trí của Siamotyrannus vẫn chưa được xác định cụ thể trong cây phả hệ của khủng long, chỉ biết rằng nó có thể thuộc họ Allosaurid hoặc là một loài Silurosauria nguyên thủy. Ngoài ra còn một cái tên không thể không nhắc đến, đó chính là khủng long có niên đại cổ nhất tại Đông Nam Á, hiện nay tạm được cho là Isanosaurus, với niên đại có thể từ cuối kỷ Tam Điệp, khoảng 210 triệu năm trước. Chúng thậm chí có thể là một trong những loài sauropod cổ nhất thế giới. Tuy nhiên đáng tiếc là những nghiên cứu chi tiết hơn về chi khủng long này vẫn chưa được thực hiện và người ta chưa biết nhiều về mối quan hệ của Isanosaurus với các nhóm sauropod khác. Như vậy, cho đến lúc này chúng ta đã điểm qua khái quát lịch sử của những phát hiện khủng long ở Đông Nam Á cũng như một số cái tên khủng long tiêu biểu của khu vực này. Tuy nhiên, vấn đề khủng long không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có những ý nghĩa rất thiết thực đối với nền kinh tế của các quốc gia. Việc phát hiện ra khủng long là một cơ hội không nhỏ để các quốc gia trong khu vực phát triển khoa học và dịch vụ du lịch, nhất là khi những phát hiện đó diễn ra trên một đất nước coi du lịch là mũi nhọn của ngành kinh tế như Thái Lan. Đã có những bảo tàng khủng long được thành lập tại các địa điểm phát hiện ra hóa thạch khủng long ở Thái Lan, đồng thời ngành cổ sinh vật học cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của hoàng gia, nhất là từ phía công chúa Sirinhorn, con gái của cố quốc vương Bhumibol và cũng là em gái của đương kim quốc vương Maha Vajiralongkorn hiện tại, với nhiều khoản tài trợ quan trọng. Chính vì thế mà tên của công chúa đã được đặt cho một chi khủng long thuộc siêu họ Hadrosauridae, đó là Sirinhorn nè, cũng như một bảo tàng địa chất có nhiều hóa thạch khủng long là bảo tàng Sirinhorn. Ở tỉnh Khon Kae, nơi có vườn quốc gia Fuyang, địa điểm phát hiện hóa thạch của những chi khủng long như Fuyangosaurus hay Fuyangfinator, người ta đã xây dựng công viên khủng long Siwiang. Ở Pattaya cũng có vườn nhiệt đới non Nooch với bộ sưu tập mô hình khủng long khá đồ sộ. Còn tại Lào, ở tỉnh Savannakhet thì người ta đã thành lập một bảo tàng khủng long trong khuôn viên của bảo tàng tỉnh Savannakhet để trưng bày hóa thạch của Tangmyosaurus cũng như những hiện vật liên quan. Nhiều khách du lịch yêu thích khủng long cho rằng đây là một địa điểm đáng ghé thăm ở Lào, dù trong bảo tàng có hơi cũ kỹ một chút. Trong lúc chờ đợi Việt Nam phát hiện hóa thạch khủng long thì nếu bạn muốn xem hóa thạch khủng long hàng riêu, đâu sẽ là những lựa chọn tối ưu nhất về giá thành và khoảng cách? Như đã đề cập ở phần đầu thì bạn hoàn toàn có thể xem hóa thạch khủng long ngay tại Việt Nam, tại ngay Bảo tàng Địa chất Hà Nội, với những hóa thạch được cho là của khủng long Tangmyosaurus mà Hoffe đã khai quật từ tận thập niên 1930. Nhưng nếu bạn muốn nhìn thấy thứ gì đó nguyên vẹn hơn, địa điểm gần nhất bạn có thể đi, nếu xuất phát từ Hà Nội, chính là Lào, tại Bảo tàng Khủng long Savannakhet. Tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng các đốt sống của Tangmyosaurus, loài sauropod dài 15 mét từng lang thang trên vùng đất ngày nay là Lào cách đây hơn 100 triệu năm trước. Còn nếu bạn xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh thì hãy cân nhắc những bảo tàng khủng long tại Thái Lan, chẳng hạn như bảo tàng Sirinhorn, bảo tàng hóa thạch Korat hay bảo tàng khủng long Fuyang. Tuy nhiên, nếu muốn chứng kiến những bộ xương khủng long nguyên vẹn nhất đang được trưng bày tại Đông Nam Á thì hãy đến với Singapore. Mặc dù đảo quốc nhỏ bé này chưa từng phát hiện bất kỳ hóa thạch khủng long nào, nhưng tại bảo tàng lịch sử tự nhiên Lee Kong Chian, họ đã mua 3 bộ xương khủng long thuộc họ Diplodocid được khai quật tại Mỹ vào các năm 2007 và 2010 với giá lên đến 12 triệu đô la để đem về trưng bày. Các bộ xương có độ nguyên vẹn lên đến 80% và hai trong số đó mới còn giữ được hộp sọ, điều hiếm thấy ở các hóa thạch khủng long sauropod. Người ta thậm chí còn tin rằng đây là một gia đình khủng long hoặc chí ít là những con khủng long chung một bầy đã qua đời và hóa thạch cùng nhau. Rất xứng đáng để bạn đi xem đúng không nào? Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV rất cảm ơn tất cả những sự theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.